hàng khủng nha. Bao tiền nhà chú Trung? Cái này là 8 triệu. 8 triệu. Rẻ rất mình. Đấy. Rất mềm mại, kỳ nhà lắm. Bạn cho anh em người ta chơi ra cảm thấy khoái mà người buôn ra còn có cửa ra. Đúng không? Để bán giá ấy, nó mới an toàn cho họ ấy. Ai cũng có thể mua được. Đúng rồi, ai mua được, mua chơi cũng được, mua buôn cũng được. Đó. Qua mang hai cây đi bán cây. Bán buổi tối không? Bán buổi tối, bán cho nhà vườn. Đấy, cây xanh. Ngồi xuống cái, ngó trước ngó sau quá. Ngồi dưới đường rồi. 8 triệu. Giá phù hợp với tất cả mọi người. Hôm nay phiên này mang ít đi thôi chú. Mang có hai cây xanh to là chiếm mất nửa xe rồi, rất là những hàng bật con sai. Tức là hai cây to cây kia là ra đi rồi đó. Cây gốc sung này là 6 triệu này, nếu mà ai lấy được là đang trên vườn đã rất nhiều lần ra quả rồi. Hiện tại bây giờ thì không có quả, vốn cách đẹp. Hôm nay là được chỉnh hết. Chú ơi lấy cái này cho nhà địa chủ chơi sướng. Sung, nhìn rất sung. Sung chi ra để cách là những cái hàng thứ quý của dòng cây cảnh. Sung túc, sung sướng. Đúng rồi. Dáng rất là đẹp. Nghe cái tên là thấy muốn chơi rồi. Cái này nó tức là nó phải có một cái đôn lên thì nó mới tôn lên được cái đẹp của nó. Nhưng mà mình muốn chợ là sung thì mang được đồ và mang. Rất đẹp. Rất đẹp. Rồi. Như vậy nó đã sứ hoa lan. Quay xong hai tác phẩm. Thích sứ gì là... Sứ này là bao tiền một cây chú? Sứ là 750.000. À đây gì? 750.000 một cây. 750.000 một cây. Cả chậu cả cây. Cả chậu luôn. Mình lấy sứ anh ơi. À cái này 800. Đấy, đổ buôn, giá đổ buôn. Em giúp cho giá đổ buôn. 1,5 triệu đôi này là bạn. Mà tử vi. Rồi, cảm ơn chú Trung nha. Đây có mấy cây đẹp, hùng đẹp. Sang này qua tí. Chuột. Góc này nhiều cây quá. Nghệ thuật đấy. Quay đi. Chuột biến hết. Cây nào đây? Của anh đây. Xanh đây là vườn đúng không? Xanh lục vườn. Trang à? Trang đỏ à? Trang đỏ à? Liệu này, ngày ra cũng xem một bao video. Đúng không? Trang đỏ. Cây này vàng. Vàng ơi, vàng. Lâu xuống to không? Hết mà xuống đâu. Mấy tiền hả? Cây 30 triệu. Cây gì đi chợ Bắc Hải của đấy bác kia thích mà chắc chưa chưa ấy. Con chặt mày có thích nuôi không? Thì đầy cái này. Cái này được mà. Để 3,5 triệu nhưng mẹ ăn hợp lý quá. Cốt già được, một được. Thất thân. Được. Được.
trang trang bằng đấy được. Cái giá tiền thì mà kiếm được cái này hơi khó. Nhiều tiền hơn nữa thì nói giá này kiếm cái này khó. Một cây đẹp nhỉ. Quay đi một tí nó bán được sợ. Ba đồng rưỡi. Không biết bao tiền. 3,5 triệu. 3,5 triệu cái trang vàng xanh. Lá móng, lá móng. Chúng tôi hôm nay đến quay muộn nhỉ? Vâng, nay đến. Mà không đi sớm hôm nay đi. Không đi sớm rồi còn đi làm. Hôm nay thì vậy, các chú làm việc nhà nước để gì? Ừ, nhà nước gì? Xanh lá móng. Xanh lá móng. Quay mấy video của nhà anh Hậu. Chất lượng, cây đấy chất lượng. Tuyển mỗi nhà trong tiếng tăm chỉ có được 1-2 cây mang vào. Có cây nào mang đấy chơi không? Có cây bán rồi mang đấy. Cây bán rồi không bỏ mình yêu cũng vậy. Mấy cây bán rồi? 2 cây. Những cây cho đi chơi giữ lại thì chả bao giờ đi chơi. Cứ vứt lăn lóc đi đất. Được. Rồi, cảm ơn bác nhá. Chợ. Đấy, một loạt mưa nhỏ nó nhỏ. Chào các tiền bối nhá. Vâng. Vâng, chú. Xin chào đắc hàng nhá. Vâng, cũng bán được vài cây. Đấy, cây này là củ cuối rồi, kiệt rồi, đúng không nhỉ? Phải không? Bao tiền đây anh? Bao tiền đây? 15. 15. Được. Nhà nhiều cây. Em ở đâu? Em ở trong An Khánh rồi. Anh suốt ngày vào chú Tuấn Nam, là ông Tuấn Cối, ba ông Tuấn Gấu với anh rồi. 15 triệu. Anh mua từ Nam ở Nam Dương ấy. Ông Tuấn bán đồ vào vườn ở huyện. Tuấn ở mộ. Mộ ấy, Tuấn ở mộ. Anh mua ông Tuấn nhiều, nhiều. Cái thằng Hiến. Thằng Hiến luôn đó. Mặt này được. Chơi, bây giờ. Giờ mình cái xưa chơi đồ xanh nhỏ nhỏ đấy, giờ đây muốn làm gì? Khiêng được, đấy, người khiêng được là được. Mai đây. Hôm rồi mở hàng được cây nào chưa? Ốm hay sao đấy? Có thể đấy không? Đấy. À, cây ở sân gì? Cây ngoài cổng này. To thế mà nó lấy được. Kinh thế nhỉ? Đây là cây mẹ trò chết gì mà mới đi bên trong chứ không bên ngoài đâu. Thế mà nó rủ rủ à? Cái này là cây máy, à? Cây đấy phải máy nhỉ? Không, máy đâu máy nó lại được rủ. Không, nó lấy cả chậu. À, lấy cả chậu. Thế cây nó đánh xe bò vào phải 6 đằng rơi ra mới được. Cho lên ô tô. Ô tô cho tôi vứt mẹ ô tô. Cho lấy bánh xe bò mà. Bỏ đáng nhỉ? À, thế bánh cái này nó ra quả liên tục à? Vâng. Mất cái đê 5 năm. Cái này bao tiền đẹp đấy? 7 triệu. Đấy đó. Cái lặn gần 3 tạ. Ta đang hỏi mày có bàn 10 triệu. Chắc nó có kích nó kéo ra. Người mà đông ra thì biết ngay. Mất tiền đường. Đấy cái này được đấy. Nhiều cây thế. Chán quá. Đây bán chắc nhiều. Nhiều việc quá thì để nhiều việc quá. Cái cây mà hôm bà đẹp đẹp ở cổng ấy đúng không? Ở ngoài vỉa hè đúng không? Manh manh qua nhà rồi.
đấy, em đợi ngoài rồi. Hôm mà chỉ cây đây. Thế mà nó ra đi mất rồi. Cây to thì mẹ thằng nào nó lấy nó phải giấu ở đâu mới không bị lộ. Chắc người quanh đấy thôi không? Người quanh đấy nó mới dám lấy. Thằng khác đến bố mà nó lấy. Ai nó không để cây. Cây nó phải về, nhưng xe máy nó không để bán. Cây đẹp. Cây xanh nhưng mà đẹp. Điện thoại mà cây gà bao nhiêu. Đấy và thấy cây đẹp lắm. 16 triệu. 16. Thầy chuột đẹp đấy. Thầy chuột. Tí nữa để ra đấy. Cứ bình tĩnh ra đấy. Có ngày đi xem không? Đấy. Việt Nam đang khí thế đi này. Tùng này, Tùng này nhiều tiền không chú? Tùng này có triệu như bao nhiêu? À thế à? Thế còn cây bên này? À. Còn cây bên này thì sao? Cây bán triệu rưỡi. Triệu rưỡi. Đây quay. Đây có bao nhiêu thôi? Thân. À, rẻ quá. Quá rẻ. Được cả rau ăn mà. Đấy, thùng tăm tắp 1 triệu bài.